Xin kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Văn Thịnh. Thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với anh chị và các bạn về một cái lô đất nền nằm tại phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nha. Thì cái lô đất tôi đang giới thiệu cho anh chị và các bạn thì dân cư ở xung quanh rất là đông rồi. Đó. Dân cư có thể thấy là rất là đông. Thì cái lô đất là nằm ở ngay ngã tư chỗ này luôn. Đây là dân cư đi lại rất là đông. Thì cách lô đất của mình là 100m là cái đường Trần Hưng Đạo nối dài. Đó, hiện đang được làm với quy mô đường này 32m nha anh chị. Đó, thì lô đất của mình là với diện tích là ngang là 6m, sâu là 24, có 100 thổ cư nha anh chị và bạn. Đó, thì nó gồm có hai mặt đường luôn. Đó, thì dân cư đã ở rất là đông rồi, thấy không? Đó, thì vị trí này sau này anh chị và các bạn có thể là xây trọ hay là kinh doanh buôn bán. Thì ở cái ngã tư này thì rất là tiềm năng và phát triển nha. Mình có thể bán tạp hóa hay là làm gì thì cũng rất là ok. Đó, thì cái vị trí của mình cách đường quốc lộ 14 là 400m nha anh chị và các bạn. Đó, thì cái chỗ đỏ đỏ kia là trường cấp 2, cấp 1, 2 Tiến Thành. Anh chị và bạn thấy là dân cư rất là đông. Thì xung quanh đây thì phát triển những cái thương mại dịch vụ rất là phát triển, như là quán ăn, quán cà phê, rồi những cái nhu cầu thiết yếu. Tại vì thứ nhất là nó gần với trường học, rồi đối diện của mình đây là nó đối diện với lại khu công nghiệp Đồng Xoài 2. Đó, thì với lượng cư dân rất là đông đổ dồn về đây thì nó sẽ kéo theo kích cầu cho cái bất động sản mình tăng giá thêm. Đó. Đây lô đất mình đây. Thì anh chị và các bạn nào quan tâm đến lô đất này thì hãy liên hệ ngay cho tôi. Số điện thoại của tôi là 0353 221 929. Thì số điện thoại này tôi có dùng Zalo luôn. Thì anh chị và các bạn có thể là kết nối Zalo với tôi để tôi gửi cái sổ cũng như là vị trí để anh chị tham khảo cái lô đất này nó dễ hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo về những video giới thiệu về bất động sản. Anh chị và các bạn có thể là like, subscribe kênh của tôi để đón nhận những video mới nhất. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe chia sẻ mảnh đất ngày hôm nay.